với video tiếp theo thì bên em này tiếp tục test thử một bộ hát karaoke để cho các bác khách. Các bác khách ở đâu nhỉ các bác nhỉ? Các bác ở Cẩm Xuyên thì Hoàng Văn Giang chúng ta đến bên cửa hàng ủng hộ một bộ sản phẩm mà để nghe nhạc và hát karaoke. Nó gồm một đôi CIF thương hiệu của Mỹ, sở hữu bắt 30 và tép kèn, và một quả súp bãi bắt 30 từ 220 côn 100. Dòng này thì chất âm của nó rất chịu bạo lực, và phối ghép cho các bác một chiếc đẩy B3 công suất thì rất chi là phù hợp với bộ hát karaoke này, và một chiếc vang vang số nhá, vang số dòng X, tiếng nó rất chi là hay và rất chi là ngọt. Và một bộ mic bãi này thì tiếng của nó rất chi là phê, đẳng cấp luôn đấy. Nếu mà để so những dòng mic UGX thì chắc chắn là không ăn được dòng mic bãi này. Và giờ đây em sẽ test thử cho các bác về cái chất âm của nó, và mời toàn thể các bác thưởng thức cái chất âm của bộ hát karaoke này rất chi tuyệt vời, và giá nó chỉ trên 20 triệu một chút nhá, sấp xỉ 21 triệu. Vâng, nói về cái chất âm của bộ hát karaoke toàn hàng bãi xịn này thì chất âm của nó rất chi là tuyệt vời, đúng không các bác? Rất chi là đẳng cấp, thương hiệu của Mỹ, và những quả súp và những chiếc đẩy B3 thương hiệu của Đức thì nó đều là những chất âm được đánh giá trên thị trường trong làng audio. Và các bác có nhu cầu về những sản phẩm nghe nhạc hát karaoke, các bác cứ liên hệ ở bên em nhé, qua hai số điện thoại 0963101138 hoặc 0962355139. Bên em sẽ giao hàng và ship hàng cho các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Và nói về những sản phẩm audio thì bên em liên tục về những lô hàng rất chi lớn, và bên em liên tục kiểm tra, lau chùi vệ sinh các sản phẩm, ví dụ như những dòng loa turbo, dòng này mới về, đây là dòng này bass 25, các bác thích dòng loa nhỏ hay loa lớn hơn cũng có, các bác cứ alo cho bên em nhé. Và giờ đây em xin phép tạm dừng video, xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.